Xin mời quý vị và các bạn đang xem trận đấu bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hay nữ của xã Đường Thụy và đội tuyển bóng chuyền hay nữ của xã Lương Phú trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do huyện Phú Bình tổ chức năm 2024. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Đường Thụy phía gần mà các bạn trong trang phục áo xanh và các cầu thủ của Lương Phú phía xa mà này các bạn trong trang phục áo trắng. Trận đấu này khi tôi quay vì mình đã đọc tỷ số rồi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Bóng cho sân, điểm cho Lương Phú 5-8.
ở ngoài sân điểm thị 9 đều. Điểm cho điểm thị 19.
4. Đấu giữa Lương Phú và Điền Vĩ. Tỷ số bây giờ là 16-14 về Lương Phú. Bóng đường không phát à? Phát ở nhà thôi. Đó là bóng ngoài sân rồi. Nhưng mà trọng tài xác định bóng chạm tay các cầu thủ của Điền Vĩ ra ngoài sân. Điểm 17-14 cho các cầu thủ Lương Phú. Mười tám mười bốn cho Lương Phú. Và đội trọng tài đã thử coi, trọng tài đã thử coi bắt, có lẽ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Điền Thụy trong pha bóng vừa rồi. Điểm cho các cầu thủ Lương Phú 19-14. Không có lưới rồi. 20-14 cho các cầu thủ Lương Phú. Kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ của Lương Phú giành chiến thắng trước các cầu thủ Điền Vĩ với điểm số là 21-14. Hai đội đồng ý ít phút trước khi vào trận đấu thứ hai. Ở trận đấu thứ hai giữa Lương Phú và Điền Vĩ. Bên Lương Phú là gần màn các bạn và các cầu thủ của Điền Vĩ phía xa màn các bạn. Điểm số bây giờ là 0-0. Thôi được rồi. Bóng rơi rồi. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Điền Vĩ 1-0 cho Điền Vĩ. Rất tiếc ngay sau đó thì các cầu thủ Điền Vĩ có pha bóng hỏng để số cân bằng một đều. Lỗi chạm lưới của các cầu thủ Điền Vĩ. 2-1 cho Lương Phú. Phát bóng lên điểm ngay. 3-1 cho Lương Phú. Rồi.
bóng không có lưới, 4-1 cho Lương Phú. Đổi điểm cho Điền Thụy 2-4. Điểm đổi điểm cho Điền Thụy 3-4. Trong sân. Điểm cho Lương Phú 5-3. Một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ Điền Thụy. 6-3, khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Lương Phú. Hai giữa Lương Phú và Điền Thụy. Ở set thứ nhất thì các cầu thủ của Điền Thụy đã để thua các cầu thủ Lương Phú với điểm số là 21-15. Đây là set thứ hai. Rất dài, rất dài điểm đây. Đây 8-4, khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Lương Phú. Điểm cho Điền Thụy 5-8. Điểm cho Lương Phú 9-5. Không được rồi. Lượt điểm lên 6-9.
không có lưới. 16 cho đội tuyển. Bóng ngoài sân 11-6 cho Lương Phú. Bên tuyển đội tuyển xin lỗi ý. Ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Lương Phú 12-6. Thành công 13-6 cho các cầu thủ Lương Phú, phải nói là cầu thủ thi đấu rất hay, rất tỉnh táo, rất sáng tạo. Bóng ngoài sân rồi. 14-6 liên tục dẫn điểm trong phút đấu vừa qua của các cầu thủ Lương Phú. Chiều đúng nhận này, này cũng gần như lại nhiều người đi lại. Lưới của các cầu thủ Lương Phú, đội điểm 7-15 cho các cầu thủ Đồng Thị. Phát bóng không qua lưới, xin lỗi, phát bóng ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Lương Phú 16-8. Phát bóng có điểm ngay 17-8 cho các cầu thủ Lương Phú. Bóng điểm ngay 18-8 liên tục dứt điểm những phút đấu vừa qua của các cầu thủ Lương Phú. Không có lấy rồi. Đội điểm cho các cầu thủ Đồng Thị 9-18. Bỏ bóng rất tốt và bỏ bóng rất sáng tạo của thủ công số 16 bên tuyển Lương Phú 19-9.
Đập bóng đó ra tay chắn các cầu thủ Đường Thụy ra ngoài sân. 29. Không được rồi, như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Lương Phú giành chiến thắng trước các cầu thủ của Điền Vĩ với điểm số là 21-9 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút vui vẻ nhất. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.